Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh Mõ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Guam là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo Marianas ở phía Tây Thái Bình Dương với diện tích 337 km². Dù chỉ rộng bằng thành phố Chicago, đảo Guam đã trải qua một lịch sử với nhiều biến cố và thăng trầm. Vào năm 1521, nhà thám hiểm Ferdinand Magellan đặt chân lên đảo Guam, đánh dấu 300 năm cai trị của Tây Ban Nha trên hòn đảo này. Sau chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ, Guam nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, quân đội Nhật Bản chiếm đóng Guam khoảng 31 tháng. Vào tháng 7 năm 1944, Mỹ tái chiếm hòn đảo này từ tay Nhật Bản. Khoảng 1 phần 3 diện tích đất trên đảo Guam được dành phục vụ các mục đích quân sự của Mỹ. Hòn đảo này còn là nơi trú đóng của nhiều máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, tàu ngầm và một hệ thống phòng thủ tên lửa. Không gì lạ khi đảo Guam thường được gọi là tàu sân bay vĩnh viễn của Mỹ. Có hai căn cứ quân sự chính trên Guam, căn cứ không quân Andersen ở phía Bắc và căn cứ hải quân Guam ở phía Nam. Căn cứ không quân Andersen được xây vào năm 1944 khi Mỹ chuẩn bị điều máy bay ném bom sang Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Căn cứ này có hai đường băng dài 3 km và các kho đạn dược và nhiên liệu. Quân đội Mỹ bắt đầu luân phiên đưa các máy bay ném bom, bao gồm oanh tạc cơ tàng hình B-2 cũng như máy bay B-1 và B-52 sang căn cứ Andersen vào năm 2004. Mỹ làm vậy để bù trừ cho lực lượng Mỹ bị rút khỏi một số căn cứ khác ở châu Á-Thái Bình Dương để tham chiến ở Trung Đông. Căn cứ hải quân có từ năm 1898 khi Mỹ tiếp quản Guam từ tay Tây Ban Nha sau cuộc chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ. Căn cứ hải quân ở Guam là một tiền đồn quan trọng cho các tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ. Các tàu ngầm này là công cụ chính để Mỹ thu thập thông tin tình báo trong khu vực, bao gồm bán đảo Triều Tiên và vùng Biển Đông, nơi Trung Quốc xây dựng phi pháp nhiều đảo nhân tạo. Năm 2013, lục quân Mỹ đã đưa một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tới Guam. THAAD có nhiệm vụ tiêu diệt tên lửa đạn đạo của đối phương vào giai đoạn cuối cùng của hành trình bay. Một tổ hợp THAAD bao gồm một bệ phóng đặt trên xe tải, radar theo dõi, các tên lửa đánh chặn và một hệ thống kiểm soát hỏa lực tích hợp. Guam trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung ở Thái Bình Dương vì hai lý do. Một là nơi đây có vị trí chiến lược, hai là việc Mỹ quân sự hóa sâu rộng đảo Guam được cho là nhắm tới Trung Quốc. Đảo Guam nằm giữa lục địa Mỹ và Trung Quốc, tuy nhiên nó nằm gần Trung Quốc hơn, cách Trung Quốc gần 2.900 km về phía đông. Hiện nay, Trung Quốc và đảo Guam đang được ngăn cách bởi chuỗi đảo thứ nhất trải dài từ Nhật Bản qua Philippines tới Indonesia. Các quốc gia thuộc chuỗi đảo thứ nhất ở Tây Thái Bình Dương đang phải đối mặt với những động thái hung hăng của Trung Quốc nên rất quan tâm tới việc có thể bao vây Trung Quốc ngay trên chính sân sau của các nước này. Trong tình huống bắt buộc, Mỹ có thể sử dụng căn cứ tại Guam để chống lại Trung Quốc. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ luôn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là chọc thủng chuỗi đảo thứ nhất và sau đó tấn công Guam. Hòn đảo này chính là một tiền đồn quân sự đắc lực của Mỹ khi nó nằm rất gần với các vùng xung đột của Trung Quốc ở Biển Đông. Các nhà hoạch định chiến lược của quân đội Trung Quốc cũng nhận thức được giá trị của căn cứ này đối với Mỹ. Do đó, Bắc Kinh đã bố trí tên lửa DF-26 với tầm bắn khoảng 4.000 km nhằm vào căn cứ này. Ngoài DF-26, máy bay ném bom H-6 với tên lửa hành trình CJ-10 của Trung Quốc có thể tấn công tới Guam từ ngoài khu vực phòng thủ. Cùng với đó, tàu chiến của Bắc Kinh được trang bị tên lửa EJ-18 cũng được sử dụng để đối phó với lực lượng Mỹ ở căn cứ Andersen từ cự ly gần 500 km. Mới đây, Không quân Trung Quốc PLAAS đã phát hành một đoạn video tuyên truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó mô phỏng các máy bay ném bom H-6 tấn công vào một mục tiêu trông giống như căn cứ không quân Andersen của Mỹ tại Guam. Đoạn video được PLAAS đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức trong bối cảnh Trung Quốc đang tập trận gần Đài Loan. Sau chuyến thăm của một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tới Đài Bắc, phía Bắc Kinh tung ra đoạn video gây tranh cãi này dường như cũng cho thấy Bắc Kinh đang bối rối và rất lo ngại về cơ sở chiến lược lớn nhất của Lầu Năm Góc ở Thái Bình Dương. Ngoài Guam, Mỹ cũng đang thiết lập sự hiện diện quân sự lớn ở đảo Wake, cách Guam chỉ 1.500 dặm. Tương tự, Australia và Mỹ cũng đang cùng phát triển căn cứ hải quân Loprum ở Papua New Guinea để tìm cách cắt giảm quy mô bành trướng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.